tội. Cho nên cha mẹ khổ đau, còn con đi vào trong cái luồng cá độ, cờ bạc nó cũng chẳng sung sướng gì. Cá độ với giang hồ không thanh toán tiền, giết như chơi á, sống hồi hộp lo âu lắm. Còn bà con ở đây nói không có cờ bạc, không rượu chè, tròn tràng pháo tay đi. Rồi bà con mình ở đây á, có ai là làm cái nghề đi lừa đảo không? Tròn tràng pháo tay nữa. Vậy là mình không có đi dối trá để mà lấy tiền móc túi người ta bỏ vô túi mình. Mình sống đơn sơ, cơm ngày 2-3 bữa với rau đó, với dưa cà mắm gì đó, nhưng mà không có lừa để gạt ai hết. Nằm xuống là một giấc ngủ an lành, không có biết lừa đảo, không dối trá. Vậy là các vị làm theo lời Phật dạy rồi đó. Không cờ bạc rượu chè, không có dối trá lừa gạt ai hết, sống thanh lương, hiền lành. Đó. Rồi là gì? Hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau. Có không? Có. Vậy tròn tràng pháo tay nữa. Vậy không cờ bạc rượu chè, không có dối trá. Có gian tham trộm cắp không? Có. Vậy là số 1 nữa rồi, tròn tràng pháo tay nữa. Vậy là 3 điều là các vị bị giữ hết. 3 điều tốt rồi. Không gian tham trộm cắp, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. 3 điều tốt rồi. Giờ cái điều này sư hỏi nè, có là tà dâm không? Là đời sống mình một vợ một chồng mà còn đi lấy vợ người ta, lấy chồng người ta, có không? Không luôn hả? Tròn tràng pháo tay nữa. Đức Phật dạy hết 4 điều là các vị làm được 4 điều rồi. Rồi còn một điều nữa là không sát sinh hại vật, không có giết con này con, đập đầu con cá, cắt cổ con gà. Đức Phật dạy đừng có giết. Ở đây có không? Có. Đó là phạm cái giới đó. Đó chưa nào? Tức là 5 giới Phật dạy đó, thì nếu ai không còn giết nữa thì như vậy là sư khen là Phật tử ở cái chùa Lâm Hòa này, tuy là người nghèo đây nè, thầy đưa những người nghèo đến để tặng quà Tết nè, nhưng mà các vị sống rất là an lành. Còn một số vị còn giết thì bây giờ cũng tập đừng giết. Tại giết là nó là nguyên nhân để đưa đến gì? Sẽ có bệnh tật trong người. Nhân thì quả, mình giết thì sẽ có người giết mình, hại mình, bệnh tật sẽ đến, tuổi thọ ngắn ngủi, buồn khổ, rắc rối trong gia đình. Cho nên các vị đừng có giết. Rồi cũng phải có giữ giới. Ăn chay 1 tháng mấy ngày chứ? Có ăn chay lạc ngày nào không? Có. Mấy ngày? 4 ngày, 10 ngày. 10 ngày là hầu hết. Ai ăn được 10 ngày? Giơ tay sư coi. Giơ tay cao lên. Rồi, xin cho một tràng pháo tay khen những Phật tử ăn chay. Như vậy, khi chúng ta ăn chay lạc là ngày đó chúng ta không có vay một món nợ với các loài động vật, với chúng sanh. Bây giờ người ta cái thời đói khổ đó, không có gạo ăn, rồi người ta lấy mình ra người ta làm thịt ăn đỡ, mình chịu không? Trời ơi, đói chết chứ sao mà đi lấy người mà làm mà ăn. Ai cũng